báo động tình trạng suy thoái đạo đức và lối sống của quan chức lãnh đạo tại Việt Nam. Luật cán bộ công chức của năm 2008 hiện hành quy định về đạo đức công chức khi thi hành công vụ đã ghi rõ: cán bộ, công chức, viên chức không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Tờ báo Vietnamnet đưa tin vào ngày 3 tháng 11 với tiêu đề kiểm điểm cán bộ địa chính đi nhậu, không xử lý hồ sơ cho dân. Tờ báo Vietnamnet cho biết một cán bộ ở địa chính ở xã Đắk Lắk, ông S đi ăn nhậu buổi trưa rồi vắng mặt trong giờ làm việc, đang bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Đắk Lắk cán bộ địa chính thì đi nhậu, không xử lý hồ sơ cho dân. Được biết, ông S tên thật là Siêng đã bị kiểm điểm do sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, vắng mặt trong giờ làm việc không có lý do chính đáng, không tiếp nhận hồ sơ khi người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Theo người dân địa phương phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không xử lý hồ sơ của người dân vì cán bộ địa chính xã này bận họp nghị quyết. Trước cửa phòng làm việc của người này, chiều ngày 11 tháng 10, người dân thấy có treo tấm bảng chiều nay cán bộ họp nghị quyết, công việc ngày mai tiếp nhận và giải quyết, xin cảm ơn. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho biết ông Siêng lại đi ăn nhậu tại nhà một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú và vị phó chủ tịch này cũng đã xin phép nghỉ làm việc một ngày. Rất nhiều người dân đã kiên nhẫn ngồi chờ ông Siêng họp xong trở về để giải quyết giấy tờ cho họ. Nhưng đến cuối giờ chiều ngày làm việc hôm đó, vị cán bộ địa chính này vẫn bật tằm hời. Người dân cho rằng ông Siêng đã tính toán trước là sẽ nhậu xả láng đến sáng về sớm, nên đã làm sẵn tấm bảng treo trước cửa phòng làm việc để đối phó. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Siêng dán bảng thông báo đi họp nghị quyết theo kiểu như vậy. Phòng một cửa của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú vắng hoe vì không có ai tiếp nhận hồ sơ cả. Tình trạng ăn cắp giờ làm việc của cán bộ, công chức, kể cả các lãnh đạo để làm việc riêng hoặc ăn nhậu đã trở thành điều phổ biến từ lâu ở hầu hết các cơ quan nhà nước. Thậm chí trong giờ làm việc, lãnh đạo các cơ quan nhà nước còn hồn nhiên rủ nhau đi nhậu bia ôm là chuyện rất bình thường. Nhưng đối chiếu với luật cán bộ công chức quy định 19 điều cấm với cán bộ đảng viên không được làm, thì những điều này hoàn toàn không bình thường. Mới đây, chuyện đại tá V, cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, cùng một ông anh ở trên bộ tham gia bữa nhậu phản cảm, gây xôn xao dư luận là một ví dụ. Trong clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, ông nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, trưởng phòng tổ chức công an tỉnh, cùng một ông anh ở trên bộ, trong một bữa nhậu vui vẻ, có cả các cô gái tiếp viên phục vụ. Hình ảnh trong clip cho thấy, ông anh trên bộ đang ngồi sát cạnh một phụ nữ, thì đột nhiên ông hứng chí kéo cô gái sát lại, hôn thẳng vào miệng, đầy cảm xúc. Còn ông giám đốc công an tỉnh Quảng Trị lúc này liên tục rút các tờ 500.000 đồng từ một cục tiền để trên bàn nhậu phát cho các cô gái đang đứng hát. Điều đáng nói, những cảnh sa đọa ấy đã trở thành bình thường trong xã hội nói chung và trong giới lãnh đạo cũng như công chức ở Việt Nam hiện nay nói riêng. Trước đây nhiều năm, trong đại án tham nhũng đình đám xảy ra ở một tổng công ty 90-91, truyền thông nhà nước cho biết một vị lãnh đạo ở đơn vị này từng tổ chức những bữa tiệc sa đọa tới mức để một cô gái trẻ xinh đẹp khỏa thân ngồi trong một thùng thủy tinh lớn trong suốt, đổ đầy bia và các quan khách dự tiệc múc bia trong thùng để ra uống với nhau vui vẻ. Hình ảnh ông anh trên bộ vui vẻ trong bữa nhậu của cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cắt ra từ clip. Đó là những điều cấm mà ai cũng biết và trong các văn bản chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Câu hỏi tại sao sự suy thoái này diễn ra ngày càng sâu rộng để trở thành quá đỗi bình thường với những cán bộ, công chức, đảng viên tham nhũng? Phải chăng lý do như câu ca dao đã từng nói, người trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hảo. Người trên ở chẳng được cao, khiến cho kẻ dưới
nộn nhào lên trên. Điều đó cho thấy một thực trạng đáng báo động, tham nhũng và suy thoái lối sống, đạo đức của quan chức đã trở thành quá bình thường. Điều đó đã thể hiện một sự mục ruỗng, một sự bất bình thường nhưng lại quá đỗi bình thường ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin báo động tình trạng suy thoái đạo đức và lối sống của quan chức lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra dùng bằng giả. Chuyện chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Công Thắng sử dụng bằng giả đang được mạng xã hội mổ xẻ, đào với những thông tin khó có thể tưởng tượng nổi. Truyền thông nhà nước đưa tin về vụ việc này cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kết luận ông Nguyễn Công Thắng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, tức là văn bằng giả, và dùng bằng tiến sĩ để mà thi nâng hạn ngạch. Giới thạo tin thì khẳng định ông Nguyễn Công Thắng là con trai của ông Nguyễn Công Ngọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2007-2011, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các địa phương và tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, gia tộc ông Nguyễn Công vốn lừng lẫy ở đất Bắc Ninh mấy chục năm nay. Đó là lý do năm 2015, khi ông Thắng mới 32 tuổi, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định làm Bí thư huyện ủy huyện Tiên Du. Rồi sau đó 4 năm, ông Thắng đã được chỉ định ngồi vào ghế trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Dư luận ở Bắc Ninh cho biết, ngay cả sau khi nghỉ hưu, cái bóng của ông Nguyễn Công Ngọ là cha của ông Thắng vẫn trùm lên tất cả. Uy thế của ông Ngọ thì vẫn lừng lẫy, chỉ đâu xong đấy, muốn gì được nấy, đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống chính quyền ở Bắc Ninh dưới bóng ông Nguyễn Công Ngọ và gia tộc Nguyễn Công tưởng như bất khả xâm phạm, nhất là khi thế tử tuổi trẻ tài cao, con trai ông Ngọ là Nguyễn Công Thắng, tiến nhanh như tên lửa. Sinh năm 1983, mới 40 tuổi, Nguyễn Công Thắng đã giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mà ít người dám mơ và có lẽ chẳng ai dám đụng. Vậy mà thế tử Nguyễn Công Thắng đột nhiên ngã ngựa bởi cái bằng cấp tiến thân hầu hết là bằng giả. Nào là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ đều không phải do học mà có, mà hoàn toàn do bỏ tiền đi mua từ trường đại học Đông Đô đầy tai tiếng. Cụ thể, theo phần học vấn kê khai trong lý lịch của ông Nguyễn Công Thắng cho thấy, chỉ trong vòng 12 năm, ông đã tốt nghiệp và sở hữu số bằng cấp cụ thể như sau. Thứ nhất là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, mua bằng giả. Thạc sĩ luật chuyên ngành, luật hình sự và tố tụng hình sự cũng mua bằng giả. Tiếng Anh khung châu Âu bậc 3/6, ông ta tự khai. Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị do dùng bằng thạc sĩ giả để thi nên bằng tiến sĩ cũng giả luôn. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết, bằng đại học của Thắng là bằng chuẩn, Thắng học thạc sĩ ở Đại học Đông Đô là cơ sở được Bộ Giáo dục công nhận, cho phép đào tạo bậc thạc sĩ, dùng học thạc sĩ của Đại học Đông Đô để học tiếp tiến sĩ, sau đó dùng bằng tiến sĩ dởm để nâng ngạch chuyên viên chính thì bị phát hiện. Một câu hỏi mà dư luận thắc mắc là vì sao Nguyễn Công Thắng có một bệ đỡ khủng như thế? Là con trai của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Công Ngọ lại mau chóng bị thất sủng nhanh đến như vậy. Theo dư luận và giới thạo tin khẳng định, chuyện Nguyễn Công Thắng sử dụng nhiều bằng giả đã râm ran ở tỉnh Bắc Ninh từ nhiều năm nay, ai cũng biết, trên Trung ương thì càng biết. Cho nên, ông Nguyễn Anh Tuấn, tân bí thư tỉnh Bắc Ninh, người mới được Trung ương luân chuyển về đã quyết định thay máu toàn bộ ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bắt đầu bằng vụ bê bối này.
Được biết, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh hiện nay là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và là người đồng hương Thanh Hóa của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giai đoạn 2007-2011. Ông Nguyễn Anh Tuấn từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, đã được Trung ương điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thời điểm điều động bổ nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các địa phương 2020-2025. Công luận thấy rằng sau scandal này, gia tộc Nguyễn Công đã chính thức chấm hết vai trò khuynh loát chính trị ở đất Bắc Ninh. Còn các gia tộc khác nhìn vào gương của Nguyễn Công Ngọ và con trai Nguyễn Công Thắng chắc cũng toát mồ hôi. Phải chăng thời kỳ còn lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc đã đi vào hồi kết? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xài bằng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de